Xuân trên cao em bay ngang trời, mùa xuân bên hiên mai vàng hè nụ rồi. Mùa xuân trong tim khát khao đón giây phút giao thừa. Đường hoa xinh tươi phố đêm thật vui, chờ Tết bánh mứt thơm ngọt như mời gọi. Nhà nhà cùng nhau đón xuân, sum họp gia đình. Xuân về đây mang niềm vui. Người người chờ mong Chúa Xuân bay về muôn nơi. Mùa xuân đến rạng rỡ mỗi cười, mùa xuân mang hạnh phúc. Xin chào mọi người đã đến với kênh ẩm thực có biển của em nha. Tại vì hôm nay em đi làm về á, thì em có thấy một quán là mì cây sashin. Đây là mì cây sashin chi nhánh mới mở ở quận Tân Bình. Thì tại vì em cũng là một người rất là thích ăn mì cây. Em thì em ở quận 7, em biết là bên quận 7 cũng có mì cây sashin nè, quận 4 cũng có mì cây sashin luôn. Mà bây giờ là có thêm chi nhánh mới ở bên quận Tân Bình nữa. Hôm nay em vào đây em ăn xem là không biết là ở chi nhánh mới này có những gì khác biệt hơn với những chi nhánh kia không nha mọi người nha. Bây giờ mọi người cùng em vào trong đây mình tìm hiểu xem có những cái món gì lạ hay không, và em mời mọi người cùng ăn mì cây chung với em luôn nha. Đây là cái khung cảnh bên ngoài của quán mì cây sashin bên quận Tân Bình này cả nhà. Đây là phía trên lầu Xuân Thượng. Còn phần này á, là cái phần lầu giữa, lầu thứ hai nha cái nhà mình. Em thấy quán mì cây này cũng mới mở thôi à. Rồi mọi người, bây giờ là em đã vào được cái sảnh trong rồi nè. Em thấy ở đây là rất là tiện lợi nha. Mình để xe ở trong tầng hầm, ở trong chỗ mì cây này luôn. Rất là tiện lợi, mình không có phải sợ công an gì hết cả nhà mình ơi. Em thấy khung cảnh ok á. Rồi bây giờ là mọi người cùng em đi lên trên lầu nha. Bây giờ mình lên trên lầu mình khám phá xem coi. Em thấy chi nhánh mới này đẹp hơn ở mấy chi nhánh cũ nữa cả nhà mình. Wow. Ở đây là theo phong cách Nhật nha. Đừng có gắn máy lạnh nữa nè. Bây giờ mình đi lên lầu cả nhà ơi. Mình có lầu nữa không em? À, chị đi hai người. Rồi, hai đứa chị để giày vô. Ủa, à mang giày vô trong luôn hả? Rồi, cảm ơn em. Cả nhà mình ơi, em dốt em không biết. Tại vì thấy ở bên mấy cái chỗ khác á, mấy chi nhánh khác thì là mình phải để dạy trong cái ngăn riêng. Nhưng mà bây giờ là mình mang vô đây luôn. Khung cảnh này đẹp quá cả nhà ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ở quán mì cây Sashin này có nhà trang trí rất là đẹp nha. Em thấy trang trí lạ hơn ở mấy chi nhánh kia nữa, nhìn rất là sang trọng. Rồi bây giờ là mình order nha cả nhà. Bên này có số mình là từ tâm dâm, từ tâm dâm bò, mình lẩu thái, tôm dâm á, là dạ nó nhỏ, nó có cái vị béo, nó không có cay, có một số như là mì xào và tôm trộn Hàn Quốc à. Đây mọi người, bây giờ là đây là menu của Sashin, địa chỉ là 1083 Cách Mạng Tháng 8, quận Tân Bình nha cả nhà. Giờ là em sẽ mở menu ra, em sẽ review một số món cho cả nhà mình đây. Đây có, đây là có lẩu hai người nè. Ở đây có mì kim chi bò Mỹ, rồi mì kim chi gà. Đây còn cái này là mì kim chi bò, mì kim chi hải sản. Cái này là những món thêm nha cả nhà, như bạch tuộc, xúc xích, kim châm rồi nè. Rồi món thêm rau, mì. Ở đây cũng có takoyaki, kim bắp, đùi gà cay, mì tôm dâm hải sản, mì tôm dâm bò, mì lẩu thái. Phần này là thức uống nha. Tí xíu là em sẽ kêu trà sữa Sashin và trà đào. Em sẽ uống trà sữa Sashin thử nha cả nhà. Tí xíu xong ăn kem chắc em sẽ kêu đây, tí xíu em sẽ ăn kem ba màu này nè, xem có vị như thế nào luôn. Rồi hết. Nói chung là menu ở quán Sashin này thì chỉ có bấy nhiêu thôi cả nhà mình nha. Chất lượng bia vậy của chị là lẩu thái hải sản, hai bò thêm, một chè đào. Dạ đúng rồi, cây cây kéo thôi nha. Dạ một chè đào và một chè sữa sinh nhật. Dạ đúng rồi, hai bò thêm. Em xin lại menu. Order rồi nha, bây giờ đang trong thời gian mà chờ đợi bên quán làm á, thì em sẽ review sơ sơ về toàn khung cảnh ở cái quán mì cây Sashin mà chi nhánh mới mở ở bên quận Tân Bình nha cả nhà mình. Em cho chị hỏi ở đây là mình còn lầu nào nữa không hay là lầu này là hết rồi? Dạ còn lầu trên kia là lầu C ạ. À rồi, vậy để chị đi lên trên lầu C. Bây giờ mọi người cùng em đi lên trên lầu C nha, xem không biết trên lầu C như thế nào đây. Ủa có nguyên một cái kính to luôn. Dạ khu lầu C thì khá là rộng và khá là lãng mạn. À,
Đây mọi người ơi, đây là khu lầu C. Nhìn thoáng mát quá ha. Dạ, khá rộng và lãng mạn ha. Có phía trước rất là đẹp. Em có thể dẫn chị ra khu trước rồi. Rồi, cảm ơn em. Em trai này nhiệt tình quá mọi người ơi. Em review quán mà nhiệt tình nữa quá. Wow. Dạ, khá lãng mạn. Lãng mạn quá. Thoáng mát nữa. Hay là giờ chị chuyển lên đây được không ta? Được. Hả? Ờ, cho chị chuyển lên đây đi. Ôi mọi người ơi, em thích ở trên cái sân thượng này quá. Ở đây cũng có xích đu dành cho hai người, những người nào có thể ngồi đây quá mỏi thì có thể ngồi xích đu rồi. Xích đu tình yêu nha, cho những cặp đôi tới đây ăn có thể là chụp hình review tại cái xích đu tình yêu này nè cả nhà. Khi mà mình lên trên cái sân thượng lầu C cả nhà, mình vừa ăn vừa có thể là ngắm đường phố, phố xá về đêm của Sài Gòn nha cả nhà. Đây bây giờ là em đang đứng ở trên lầu C nè, trên sân thượng nè. Nhìn được toàn cảnh ở dưới đường cả nhà mình. Trên lầu C trên đây rất là thích cả nhà ơi, mát lắm. Mát mà thoáng nữa. Rồi, cảm ơn em. Nhìn hấp dẫn quá. Bốc khói luôn nè. Đây, cả nhà nhìn cái nồi lẩu hấp dẫn chưa? Rồi đó mọi người, em mới vừa để hải sản vào nha. Thì ở đây quán là có cho mỗi người một chén bò tái riêng.
khi nào mà mình ăn á, thì mình đổ nước vào chứ mình không có để vào trong cái nồi nước lẩu luôn nha cả nhà. Tại vì nếu mà mình để vào trong cái nồi nước lẩu luôn thì nó sẽ rất là dai, nó không ngon. Đây nè, đây là cái phần bò mà quán cho mỗi người một chén cả nhà mình. Thank you.
ta sẽ có ba cái nhánh nha. Chúng tôi là khoảng là bây giờ đây hai chương của mình là khoanh quán này nữa. Bình thường thằng thằng nó chạy không chị? Để lát em coi chưa con hết có bị gì ta. Ăn gì mà lắm thế em? Khoan thật xin mà lẩu trơn hết nữa, nước chưa uống hết nó dặn tới kem rồi. Em mua kem dừa thôi. Vậy đừng ăn đi thì nó sẽ không hết. Cái đó là gì vậy? Kẹo dẻo. Trong siêu thị bán kẹo này là kẹo Haribo nha. Ngon quá. Vị đắng đúng của sô-cô-la luôn nha mấy bạn. Tụi cha xanh mẹ đẻ tới giờ cũng ăn đi kèm ngon vậy luôn á. Ly của tôi, ly của tôi. Mình hơi tham ăn cho nên mình kêu thêm ly nữa. Ê đừng nói ly thêm nữa, ly đó của tôi. Xạo, xạo. Trời ơi, ly của chị hoành tráng quá. Mình thích ăn nhiều kem mà. Đây các bạn, bây giờ đây là ly kem của mình nha. Đây các bạn nhìn thấy hấp dẫn chưa? Cái màu tím tím này là vị khoai môn. Còn màu này là màu vị chanh dây nha các bạn. Đây có cái hạt chanh dây nữa nè.
đây là vị chanh dây nha. Còn cái thuốc sâu ở ngay chân chỗ này nè là vị trà xanh. Trà xanh mà cái viên kẹo này nó che mất rồi. Đây nè các bạn, đây là vị trà xanh nè. Để vô lại. Rồi. Để vô lại. Rồi, để bây giờ mình chụp check in nha. Đúng chất sống ảo luôn. Kem này kem không? Rồi bây giờ là em mời mọi người cùng dùng kem với em nha. Đây là vị chanh dây nè. Thơm ngon quá. Cho em miếng rồi. Đúng vị chanh dây luôn cả nhà. Và cái kem rất là thơm nha. Cái kem là có cái vị sữa với kem, chứ không có phải là những cái loại kem mà hơi rẻ tiền xíu ở ngoài bán đâu. Kem rất ngon. Ở đây là cái bí ngon các bạn. Đây là vị khoai môn. Ngon quá. Kem ngon các bạn ơi. Nếu mà các bạn muốn ăn kem á, mà mình không có muốn ăn lẩu, thì cũng hãy đến cái quán Sashin nha, để mình ăn kem với quán. Kem quá rất ngon. Thơm ngon ha. Nó không có giống người ta. Kem ở đây á, là đúng là kem nguyên vị nguyên chất của những cái loại trái cây luôn á cả nhà, chứ không có phải là giống như là những cái hương đâu. Ngon. Lạnh lạnh, thơm thơm, béo béo, chua chua, ngọt ngọt của cái vị chanh dây rất là ngon cả nhà mình ơi. Giờ em sẽ lấy một cái bánh nè. Một cái bánh này em sẽ chấm với kem. Rồi. Ngon quá. Chào chị tên gì ạ? À chị Kim Anh. À, chị là quản lý ở đây hả? Dạ. Chị cho em hỏi, em thấy chi nhánh mới này là mới mở ra được mấy ngày chị ha? Mở từ ngày 10. Dạ, từ ngày 10. Mà chị thấy cái lượng khách tới đây mình như thế nào chị? Khách tới đó. Tại vì cái lượng khách của mình là khách rất là quan mà họ rất là đông. Dạ. À, như là mình như những cái thực đơn á, thì ở chi nhánh này nó có khác gì hơn những cái chi nhánh khác không chị? Hiện tại là thực đơn của mình là đáp ứng quy trình khách sinh chính. Còn lại những cái chi nhánh khác thì chủ đầu tư họ đã tạo ra món mới rất là tùy mỗi người. Nhưng mà hiện tại quán mình là đúng quy trình. Dạ, đúng quy trình. Mà mình có thêm những cái món gì cho nó đặc biệt là lạ không chị? Ví dụ như mình đang thêm là kim bắp, tức là taco, rồi bên mình cục dụng khách thì mình ăn ăn mình một cái cây. Dạ. Mình sẽ có những món để làm cho khách đến bất ngờ. Dạ. Ở đây thì mình có lẩu không chị, hay là mình chỉ có những cái mì cây giống như từng thố như hồi xưa thôi? Mình có thêm lẩu 2 người 4 người. Lẩu kim chi hải sản, lẩu thái và lẩu dùm bò. Hoặc là dùm hải sản, đó là những món mới của mình. Dạ. Ví dụ như khách mà ăn cay không có được nhiều thì mình có cái phần nào mà cho khách ăn vừa cay và vừa thôi không chị? Đó là em nói về lẩu đúng không? Dạ lẩu. Nếu mà lẩu thì bên thì sẽ có phân định ra là giống như là SML chẳng hạn, thì giống như là khách mà ăn không có được cay thì dạ. Mình sẽ bấm bill là khách ăn khách lẩu không cay là S. Nếu mà vừa thì là M. Còn nếu mà cay nhiều sẽ là cay lời chẳng hạn. Thì như vậy thì khách sẽ ăn vừa miệng. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ. Em ăn thử coi. Em ăn thử ngon.
Ngon. Ngon á. Thơm bơm cũng ngon á. Có cái vị bạc hà. Đúng rồi. Bạc hà là của trên cây hả? Bạc hà là cái kẹo á. Cái kẹo, kẹo mà cái nhỏ nắt lên nè. Cái vị bạc hà. À, vị màu xanh xanh vậy hả? Cái kẹo á. Là vị màu xanh xanh, cái hạt xanh xanh này hả? Thấy không? Ăn sắp hết luôn rồi. Ngon không? Cảm giác như sô-cô-la đang tan chảy trong miệng mình á. Ngon chanh ngon. Nói chung mình vô quán này thấy thịt tỉ tan trọng rồi. Dạ. Quán ăn cho bầu cát đường với mình đào á. Dạ. Vậy đây xem như là chị cũng là khách quen của Sashin này. Không, nói chung là có ăn á, thì ăn thường xuyên thì tại nhà mình gần đó thì mình ra mình ăn. Dạ. Mình coi đi ngang qua đây thấy ở đây mất mở thì vô. Thì thế mà ăn được thì cứ cho tới đây hoài. Dạ. Vậy thế vô là thấy quán được rẻ rồi hết rồi. Dạ. Nó cũng muốn vậy á. Hôm nay con trai ăn món gì đó con? Dạ, mì đâu nè. Mì xào đùi gà. À. Là fan của mấy cái mì cây rồi đó. Dạ. Ăn lắm đó, đây là online trên mạng á, mấy cái mì cây thường xuyên. Mấy cái mì. Cái nào hai cái đều cũng được. Đây chị mấy cái chén không nè. Ê mọi người, đây là cái bill mà em đã ăn với hai người nha mọi người. Thì tổng giá của em là 308.000. Đây là một phần lẩu hai người ăn, là lẩu Thái hải sản là 149.000. Tại vì em có kêu thêm hai phần bò thêm là 15.000, là hai phần là 30.000. Trà đào là 25.000 một ly, trà sữa Sashin là 20.000. Còn kem hai viên mà có dừa của Hiền hồi nãy kêu là 35.000. Còn cái kem của em là kem ba màu, là chanh dây với trà xanh với khoai môn cả nhà, là 49.000 nha. Thì tổng cộng của em là 308.000. Mà tính ra kem này nãy em kêu hai viên có nghĩa là không, một phần thôi chứ đâu phải là một viên đâu. Một phần 20.000 chứ không phải là một viên. Nó lộn rồi. Nhưng mà ở đây có 35.000, coi như là một viên của nó chưa tới 20.000. À. Đúng không? Ừ. Ẻo quá hả? Một kem viên ý thôi. Một viên kem ý là chưa tới 20.000 một viên nha cả nhà. Hồi nãy là em ăn 3 viên kem với giá là 49.000. Mà mọi người thấy cái ly của em rất là to nha. Cái ly phía sau đưa ra rất là to luôn, ba màu á. Đó. Đây là cái bill của em. Ăn hai người, ăn no căng bụng luôn đó nha. Có giá là 308.000 nha. Nãy giờ mình ăn no mấy bạn ơi. Bây giờ là mình đã ăn xong. Mình cảm thấy là quán này nhân viên phục vụ rất là tận tình. Anh chủ quán và cái chị thương nướng là dễ thương. Quán là sạch sẽ, đồ ăn chất lượng nữa. Cho nên mấy bạn trẻ nào mà cũng muốn đến đây ăn thì hãy một lần đến đây ăn thử nha. Các bạn sẽ cảm thấy rất là hài lòng và đúng với những gì mình nói. Giờ mình nấu, mình hết nói nổi. Mình xin kết thúc clip của mình tại đây. Các bạn cảm thấy clip của mình hay thì cho mình một cái subscribe, một cái like nha các bạn. Còn các bạn muốn mình review quán nào nữa thì cứ comment bên dưới, mình sẽ đến để review cho các bạn.